khi thông báo chính thức hoàn toàn thủ tục ly hôn với vợ cũ, Sắc Bình bất ngờ gặp chuyện trên mạng xã hội. Hôm ngày 9 tháng 5 vừa qua, Sắc Bình gây xôn xao khi thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là bà Đào Lan Hương, chia sẻ trên mạng xã hội. Vị doanh nhân này cho biết, sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn thuận tình ly hôn và hoàn tất phân chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thỏa thiệp xong việc chia tài sản, bổ sung và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn. Cũng ngay sau đó, Phương Anh đã có cuộc phỏng vấn với báo chí, thẳng thắn trả lời những ồn ào tình ái vừa qua. Nữ diễn viên khẳng định mình chưa bao giờ là người thứ ba, cái sai của cô là không hiểu rõ ràng trước khi bắt đầu mối quan hệ này. Dù vậy, Sắc Bình và Phương Anh vẫn nhận về rất nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng, đám đông mỉa mai chuyện tình cảm cặp đôi, lên án thái độ thách thức dư luận của họ. Không chịu để yên, Sắc Bình rất nhiều lần lên tiếng đáp trả, công khai bênh vực Phương Anh. Trong lúc mọi chuyện còn đang ngổn ngang, vừa qua cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao khi phát hiện ra trang cá nhân có tích xanh của Sắc Bình đã không cánh mà bay. Chẳng hiểu lý do vì sao mà Facebook bạn trai Phương Anh không còn tồn tại, đến hiện tại vị doanh nhân chưa hề lên tiếng phản hồi chuyện này. Cư dân mạng chia làm nhiều luồng ý kiến khi biết Facebook của Sắc Bình biến mất. Một số người cho rằng vì không chịu được áp lực dư luận nên ông phải tạm khóa Facebook. Nhưng nhiều người lại nghi ngờ anti-fan tìm cách đánh sập trang cá nhân của nam doanh nhân. Ở một diễn biến khác, trang fanpage của Sắc Bình vẫn hoạt động bình thường, chia sẻ bài đăng thường xuyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.